Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão sẽ có ngay sau đây. Và bây giờ, mở đầu là tin mưa lớn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m. Dự báo, hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên trong ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Tiếp theo là phần tin bão. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 125,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là khoảng từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và khả năng mạnh thành bão. Đến 4 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí trung tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là khoảng từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí trung tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 121,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là khoảng từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm nay và khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là khoảng từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật tình hình trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký để theo dõi. Cảm ơn quý vị.